của ngày hôm nay là bài sơ gan. Đó, bài chính là bài bài sơ gan. Còn cái bài phụ là tôi nói qua để cho tụi em học về cái bài bệnh lý về tiêu chảy cấp, viêm dạ dày ruột cấp, cái đó cũng rất là thường gặp khi đi lâm sàng. Rồi bây giờ mình vô cái bài chính là bài sơ gan. Thì tôi cũng sẽ nói rất là nhanh. Tại vì qua cái phần online thì nó hơi bị cắt giờ, thấy không? Rồi bây giờ để tôi nói cái bài chính trước cho tụi em. Rồi tụi em thấy bài chứ vậy? Thấy màn hình share chưa? Dạ rồi ạ. Rồi ha, rồi. Thì tôi sẽ nói những cái điểm chính thôi. Mình thấy cái tựa đề là bệnh sơ gan. Nhưng mà tôi có cái chữ tiếng Anh là cirrhosis. Cái bệnh sơ gan này á, thì thật sự cái tựa đề nó là như vậy. Nhưng mà nó không phải là fibrosis. Đâm ra làm cho mình bị hiểu lầm. Đâm ra bệnh này đúng ra phải dịch. Chính xác dịch ra tiếng Việt gọi là bệnh chai cứng gan. Chai gan hay là chai cứng gan thì nó phù hợp hơn. Nhưng mà bởi vì do thuật ngữ lâu dài để lại rồi, nên là người ta vẫn giữ chữ sơ gan. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vô mình hiểu tại sao là mình dịch này chưa chính xác, nhưng mà gì gọi là lịch sử để lại và cái chữ này nó quen rồi, ta dùng vậy hoài luôn. Rồi đây thì tụi em thấy là ở đây là tôi đưa 5 cái mục tiêu. Cái mục tiêu đầu tiên là mình định nghĩa, biết được nguyên nhân. Cái thứ hai là cơ chế sinh lý bệnh. Thứ ba là triệu chứng. Thứ tư là tiêu chuẩn chẩn đoán và phân độ. Và thứ năm là biết được ba biến chứng quan trọng nhất là hôn mê gan, nhiễm trùng váng và hội chứng gan thận. Đó là 5 cái mục tiêu mà mình cần nắm. Thì tại sao tôi đưa mục tiêu định nghĩa? Mục tiêu này rất là quan trọng. Rồi để mình đi coi ha. Rồi bệnh này là coi như cái bệnh chính, đâm ra coi như là bất cứ một trường đại học y nào cũng phải dạy sinh viên cái bài gọi là bệnh sơ gan, hay chính xác hơn mình gọi là chai cứng gan. Cái bệnh này là bệnh chủ yếu mà. Rồi bây giờ mình coi định nghĩa là gì. Mình mới thấy là theo tiếng Việt á, chữ sơ á, có nghĩa là fibrosis. Đấy, đâm ra nếu mà theo định nghĩa đó thì là đối với cái bệnh cirrhosis, hay chính xác mình dịch là chai cứng gan á, thì là nó phải là chỉ là sơ. Nó có hai tiêu chuẩn mà, nghe thấy không? Tiêu chuẩn thứ nhất là nó tạo cái mô sơ lan tỏa, tức là rất là nhiều tế bào sơ sợi, tế bào sợi phát triển vô. Nhưng mà cái tế bào sợi này nó phải vô gan nhiều đến mức nó biến đổi cái cấu trúc gan thành cấu trúc dạng nốt. Phải có hai tiêu chí mới được. Rồi bây giờ làm sao hiểu hai tiêu chí đó? Đây, đây là cái hình ảnh bình thường của cái mô học ở gan. Tụi em thấy cái số 3, cái gần trước số 3, cái này gọi là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Cái số 2 cái này là những cái bè rơ mắt và những cái tế bào gan. Và cái gần số 1 đây, cái này gọi là gì? Khoảng cửa rồi em. Có động mạch, tĩnh mạch cửa, động mạch gan và ống mật. Đó là khoảng cửa. Đây. Thì luôn luôn là những tiểu thùy là nó đi vậy. Gan và những tiểu thùy bao gồm có cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, những cái bè rơ mắt và khoảng cửa là những cái giữa những cái tiểu thùy gan. Đó là cái mô học gan bình thường. Do đó nếu mà chỉ có mà mô sơ là nguyên tắc, nó bắt nguồn từ khoảng cửa rồi nó mới lan ra. Như vậy nếu chỉ có mô sơ không thì nó chưa có đủ gọi là cái bệnh cirrhosis, mà nó phải hình thành vậy. Tiểu thùy giả tụi em tức là nó mô sơ, nó phát triển vô trong gan và nó bao bọc tế bào gan thành những này mình dòm giống như những cái thùy, nhưng mà tiểu thùy này là tiểu thùy giả, tiểu thùy giả chứ không phải tiểu thùy thiệt, là có tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy và cái bè rơ mắt và cái khoảng cửa. Ở đây từ cái mô sơ nó phát triển tạo thành gan, những cái tế bào gan phát triển nó bao lại thành những tiểu thùy giả, thì cái này mới chính là cái bệnh cirrhosis. Do đó là cái định nghĩa. Coi tới đây mình hiểu được tại sao mình dùng cái chữ sơ gan làm cái đầu mình nó lầm lẫn nhiều lắm. Chính ra phải đọc là chai cứng gan hay là chai gan,
thì nó hay hơn. Nhưng mà thôi bây giờ do về ngôn ngữ học là bao nhiêu năm nay đã dùng như vậy rồi. Nhưng mà mình phải hiểu cái chữ sơ gan là phải hiểu chữ sâu hơn nữa. Không phải chỉ là mô sơ không mà nó chai cứng luôn. Nó sơ, nó là mô sơ, nó bao bọc, nó tạo thành những cái thùy giả như vậy. Thì cái gan nó mới cứng lại được, nó mới chai cứng được. Nó mới gọi là cirrhosis hay chai cứng gan. Rồi tới phần này, chỗ này hiểu rồi, rõ ha. Cái phần này là phần định nghĩa rất là quan trọng. À, rồi. Rồi. Thế thì ngày xưa tôi đi học thì mấy thầy dạy là xơ gan to và xơ gan teo. Xơ gan to thì coi như là gan còn lớn, còn xơ gan teo, gan nó teo nhỏ lại. Thì về lý thuyết là xơ gan to đó là nó còn tốt, còn xơ gan teo là nặng rồi. Có nghĩa là không còn gì hết, những tế bào gan nó chết hết, những tiểu thủy giả nó chết hết rồi. Thì cái này là tại vì ngày xưa người ta chẩn đoán cái xơ gan gọi là xơ gan rượu. Đâm ra là hay gọi là xơ gan to và xơ gan teo, mà xơ gan to thì về lý thuyết vẫn tốt hơn xơ gan teo, là bởi vì cái đó còn hồi phục được, còn xơ gan teo rồi là không có hồi phục được, chịu không có hồi phục được đấy. Đó, gan giống như cái cục gan mà đem đi em luộc cái gan này nó cứng ngắc rồi, không có làm gì được nữa. Xơ gan to tốt hơn. Rồi có xơ gan nốt to nốt nhỏ nữa đây. Đây cái này là những trường hợp người ta mà soi ổ bụng vô à, mổ nội soi, ví dụ mổ ruột thừa hay gì đó, cái đưa ổng vô thấy ra bề mặt gan lỗng nhổng, nhưng mà nó không phải khối u, đó là những cái nốt tiểu thùy á, những tiểu thùy giả mà to lên ngoài, nốt to hoặc nốt hỗn hợp vừa to vừa nhỏ, đó là bề mặt của gan đấy. Đây rồi. Rồi cái đó là để mình hiểu được cái bệnh, còn về lý thuyết, về về gọi là thực tế lâm sàng thì nó chỉ có hai loại thôi, là xơ gan còn bù hay xơ gan mất bù. Đấy, giống như trong suy thận là suy thận nó còn bù, còn bù tức là chức năng thận nó còn, gọi là cái thận kia nó còn bù trừ lại. Xơ gan còn bù tại sao gọi là xơ gan còn bù? Xơ gan còn bù có nghĩa là những tụi em thấy cái hình là mô xơ là không chức năng gì hết, mà thôi nó không có chức năng một mình nó thì thôi, nó còn đem đi bao bọc những cái thằng bình thường thành những tiểu thùy giả, do đó những tiểu thùy giả nó hoàn toàn không có chức năng gì hết. Do đó những cái tiểu thùy mà mất bất bình thường đó không còn chức năng gì hết, thì tức là những người còn lại phải làm việc bù trừ cho nó. Thì nếu mà người ta thấy rằng đối với cái thận nha, cái thận nó bù trừ tốt đó, cái thận nó bù gọi là cái thận là coi như chỉ cần 10% cái thằng bình thường thôi là nó bù hết công việc của ngay cái thận luôn. Nhưng mà gan không được vậy, gan là 30% tiểu thụy bình thường à, thì nó mới bù nổi công việc của cái gan, chứ mà chỉ còn còn có 10% 20% không không bù nổi, không bù nổi. Như vậy xơ gan còn bù là xơ gan mà khi nếu mà đương nhiên mình giảm gan mình đâu biết nó bù nó còn bao nhiêu bình thường không, nếu mà người ta sinh thiết người ta thấy 30% số tiểu thụy còn là cái hình đẹp, cái bè rơ mắt, còn cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thụy 30% số đó, tức là 10 cái mình coi những cái mình di chuyển qua những quan trường mình thấy 10 cái quan trường thì có 3 cái quan trường là tiểu thùy bình thường, còn 7 cái quan trường là những cái tiểu thùy giả. Thì như vậy là cái đó nó còn bù trừ được, ba thằng bình thường nó bù cho mấy thằng kia. Thì chính vì vậy xơ gan còn mù là bệnh nhân có triệu chứng khỏe, thậm chí giống như tôi giờ không biết còn mù, không triệu chứng hoặc triệu chứng không đặc hiệu. Triệu chứng không đặc hiệu gì nè, thì lát nữa mình học tới phần triệu chứng học thì mình sẽ biết triệu chứng không đặc hiệu là gì. Rồi thế cái xơ gan còn bù này nó phát hiện lúc nào? Thật sự đôi khi là lúc mà ví dụ bệnh nhân bị cái bệnh gì đó phải đi mổ, thế mới đi kiểm tra toàn bộ mới lòi ra, hoặc thậm chí cũng không lòi ra, xét nghiệm tiền phẫu không lòi ra, nhưng mà khi mở ổ bụng hoặc soi vô mà để cắt thừa cắt túi mật, nhìn lên chạy bề mặt gan lỗng nhổng vậy rồi lại phát hiện qua tầm soát tiền phẫu hoặc là nội soi ổ bụng hoặc mở ổ bụng là như vậy. Đấy, tức là nó còn bù không biết gì hết rồi. Tuy nhiên xơ gan còn bù có thể chuyển thành xơ gan mất bù à, nó đang còn bù, đang trẻ khỏe, đang dần thấy bình thường như tôi, nhưng mà nó có thể chuyển sang mất bù khi có yếu tố thúc đẩy. Nó có ba cái yếu tố thúc đẩy khiến một người cái gan còn bù lâm sàng bình thường, nó cái gan nó tổn thương mình nhìn mặt mày người ta mình không có thấy, nhưng mà cái gan ở trong nó hư hết rồi, chai cứng hết rồi mà nó còn bù, nó hư coi như bảy khoảng 70% thì nó còn bù.
nhìn ở ngoài không có triệu chứng gì hết. Thì nếu bệnh nhân bị một cái viêm gan cấp đè lên, viêm gan cấp đè lên là sao? Nghe khó hiểu quá. À, tức nghĩa có nghĩa là người này thí dụ uống rượu nhiều quá, cái gan nó hư hết 70% rồi, thì đó là sơ gan còn mù. Nghĩa là bệnh nhân này bị viêm gan B cấp mới xảy ra, thì đó là gọi là một viêm gan cấp mới đè lên. Hoặc là đơn giản bệnh nhân này bị viêm gan B mãn tính, cái con virus viêm gan B mãn tính nó phá hư cái gan rồi, là nhưng mà nó còn mù, tức là phá mới 70% thôi, nó còn mù không có triệu chứng nữa. Thế bây giờ bệnh nhân bị ho lao, bệnh nhân uống thuốc kháng lao rất là nhiều, những thuốc đó gây viêm gan cấp do thuốc mà phải một cái viêm gan cấp mới đè lên không à, thì nó sẽ lúc đó là nếu mà người tôi bình thường, tôi không bệnh gì hết, không gan tôi tốt, tôi bị ho lao đi chẳng hạn, tôi uống thuốc lao thì coi như là tôi cái thuốc lao nhiều quá uống cái nó bị viêm gan do thuốc cấp tính thì tôi hồi phục được, không có mất bù gì ở đây không? Nhưng mà nếu mà người nào đó có bị viêm gan B mãn, bị uống rượu rồi lâu nó hư cái gan rồi còn bù, tức là hư 70%, thì bây giờ bị uống thuốc lao đi, cái viêm gan cấp do thuốc lao nó đè lên, nó làm cho cái gan đã sơ yếu sẵn rồi, mất bù rồi à, giống như đã rêu rã rồi, tôi lợi tôi giọng em thêm cái nữa coi như em mất bù rồi. Hoặc là cái đơn giản thứ hai là một nhiễm trùng rất là nặng, ví dụ nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng máu à, nhiễm trùng sốt rét ác tính à, đấy, hoặc là Covid chẳng hạn, đấy, cái nhiễm trùng. À, sau đó gan đang bình thường tự nhiên thấy sao bị Covid xong cái vàng da luôn rồi lại sơ gan luôn à, là sao nhiễm trùng nặng. Và cái cuối cùng là sau phẫu thuật. À, đâm ra là ví dụ đôi khi sau khi một mổ mà cắt dạ dày, cắt gan làm một cái gì phẫu thuật lớn thì bệnh nhân là một cái sốc rất là lớn, rồi lại là thuốc mê, thuốc tê vân vân. Đấy, và một cái stress với bệnh nhân mổ bụng mổ thì có thể sau phẫu thuật một cái sơ gan còn bù mà mình không biết nó trở thành mất bù luôn. Rồi sơ gan mất bù là gì? Sơ gan mất bù là sơ gan là coi như cái phần bình thường nó dưới 30% là nó chịu nổi, nó bù nổi, tức là những tổn thương đã lan lên trên 70% à, là chịu nổi. Đấy, mình hiểu được vậy thì mình hiểu là tại sao có những yếu tố thúc đẩy thì nó làm mất bù là hiểu rồi, tức là nó còn có 30% người em những yếu tố thúc đẩy tôi vừa kể nó dập thêm cái gan lần nữa là mấy thằng kia rồi sụm luôn, thế là không thể bù được. Thì sơ gan mất bù là một cái sơ gan điển hình, mình sẽ học cái bài. Và sơ gan mất bù là nói đơn giản là sơ gan bắt đầu có vàng da, sơ gan có bán mù, sơ gan có xuất huyết tiêu hóa, bể tĩnh mạch thực quản, và sơ gan có hôn mê gan, bệnh não gan là những sơ gan mất bù. Nhớ chưa? Sơ gan có một bốn diện, một là vàng da, sơ gan có bán bụng à, bắt đầu axit rồi bán bụng, hoặc sơ gan có xuất huyết tiêu hóa, bể tĩnh mạch thực quản, hoặc sơ gan vào biến chứng bệnh não gan thì là gọi là sơ gan mất bù. Có một trong bốn cái đó thôi, chứ phải nhất thiết phải có đầy đủ bốn cái đó. Rồi, đây là nguyên nhân. Chia ra nguyên nhân thường gặp và ít gặp. Đấy, tụi em nhớ cái thường gặp cho dễ nhớ. Một là rượu, hai là viêm gan B, C. Mình học ký sinh trùng gọi là vi sinh rồi, có A, B, C, D, E, 5 con virus viêm gan, nhưng mà chỉ có con B và con C là gây viêm gan mạn thôi. À, và cuối cùng là cái vấn đề mới là chiếm 10% là gan nhiễm mỡ không do rượu, là NAFLD, gan nhiễm mỡ không do rượu. Đấy. À, có nghĩa là những cái rối loạn về chuyển hóa làm cho tế bào gan nó chứa nhiều những cái chất béo, thì hồi xưa ta thấy chất béo nó dễ thương à, giống như tròn tròn dễ thương, nhưng mà giờ chất béo đó là nó là một yếu tố gây viêm luôn. Bình thường là chất béo nó sẽ nằm trong cái không bào, mình học sinh học rồi, nó có ti, một tế bào nó có ti thể rồi ti lập thể rồi nhân rồi mạng lưới nội bào tương rồi không bào. Không bào là nơi chất cặn bã, thì cái tế bào mỡ, cái mỡ thường nó nằm trong không bào của tế bào gan, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ người ta thấy không bào nằm trong không bào nó quay ra trở lại, nó tấn công ngược cái gan giống như con siêu vi vậy, gây viêm gan, gan nhiễm mỡ không do rượu. Tại sao có chữ không do rượu? Tại vì rượu
em uống rượu là đương nhiên em nhiễm mỡ, còn còn không uống rượu mà nhiễm mỡ mới gọi là bệnh gan nhiễm mỡ. À, uống rượu là nhẹ nhàng nhất là nhiễm mỡ, rồi từ từ tới viêm gan mãn do rượu. Rồi những nguyên nhân còn lại là ít gặp hơn, thì mình nhớ vậy là ba nhóm chính, nhưng mà những nhóm phụ như vậy quá nhiều làm sao nhớ. Rồi rồi đây thì nhớ tôi chia ra dày cho dễ. Một là nguyên nhân nhiễm ở này trong sách đó, nhiễm trùng thì đó, viêm gan B C D đấy, nhiễm ký sinh trùng sáng lá nhỏ, nhiễm sáng máng. Sáng máng là những con mà schistosoma gọi là mansoni, là con đó sống trong cái hệ tĩnh mạch mạc treo tràn, mạc treo mà hệ tĩnh mạch mạc treo thì nó sẽ hợp lưu lại trở thành tĩnh mạch cửa, đúng chưa? À, tĩnh mạch lấp với tĩnh mạch mạc treo đằng trên hợp lại trở thành tĩnh mạch cửa. Như vậy nhiễm sáng máng là nó ăn vô cái hệ tĩnh mạch mạc treo và nó sẽ về cái tĩnh mạch cửa và nó làm nghẹt cái tĩnh mạch cửa và nó sẽ gây gọi là tăng áp lực tĩnh mạch cửa và nó gây sơ sơ gan đấy, là nhiễm sáng máng. Rồi nhóm thứ hai là độc chất, là rượu và thuốc. Thuốc thì có thuốc tim mạch, thuốc chống ung thư, thuốc gây mê đấy, do đó hồi nãy thấy là gây mê là mất bù. Về tắc nghẽn thì có tắc mật. Đối với bệnh lý người lớn thì cái chuyện tắc mật bẩm sinh để gây mà sơ gan mật thì hiếm lắm. Chủ yếu người lớn là tắc nghẽn đường ra tĩnh mạch gan, thường gặp nhất là sơ gan tim hoặc hội chứng Budgeri. Budgeri là gì? Budgeri là một cái bệnh lý về tĩnh mạch mà nó làm cho cái tĩnh mạch trên gan nó đổ về tĩnh mạch cửa đó. À, xin lỗi, tĩnh mạch trên gan nó đổ về tĩnh mạch chủ dưới á. Nó khó khăn, nó có những cái đường hẹp hoặc là huyết khối hoặc có những cái màng ngăn, nó làm cho tĩnh mạch trên gan đổ về tĩnh mạch chủ dưới rất là khó khăn, đâm ra nó tắc nghẽn đường ra, nó gây sơ sơ gan. Rồi nguyên nhân kế nữa là tự miễn dịch, là viêm gan tự miễn có kháng thể ANA. Mình nhìn đây là kháng thể ANA gọi là kháng thể kháng nhân. Còn cái thứ hai là sơ gan mật nguyên phát kháng thể AMA. À, có nghĩa là như vậy, đối với tự miễn thì kháng thể kháng nhân ANA tức là nó nhìn ra nhân tế bào gan mình là kẻ thù cần phải nã bom tiêu diệt, nó gọi là kháng thể kháng nhân. Còn đối với bệnh sơ gan mật nguyên phát thì cũng bất thường về miễn dịch, nó nhìn ra cái ti thể ở trong cái khoảng cửa của mình, ở những cái đường mật trong khoảng cửa của mình là kẻ thù cần phải bỏ bom tiêu diệt, đâm ra người ta thấy có kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng ti ti thể, một cái ANA một cái AMA, cho em chú ý cái đó ha. Đó. Rồi những bệnh lý về bẩm sinh về chuyển hóa tức là ứ đồng, à, tức là cái chất đồng trong cơ thể mình không có thải ra được, này đột đột biến về gen. Ứ sắt cũng là một đột biến về di truyền về gen. Những chất này nó ứ đọng lại trong cơ thể mình lâu ngày thì nó gây gây gọi là ứ trong gan, nó làm sơ cứng gan, rất là nhiều bệnh. Đấy. Và nguyên nhân cuối cùng là gan nhiễm mỡ không do rượu đây. Rồi như vậy xong cái mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ nhất là mình nắm được định nghĩa, hiểu được cái xơ gan, hay chính xác hơn là chai cứng gan, hai hiện tượng fibrosis và nó tạo thành tiểu thùy giả hay gọi là cấu trúc dạng dạng nốt. Rồi. Alo. Tụi em nghe rõ không vậy? Dạ rõ thầy ơi. Rồi. Về đó là cái về lâm sàng thì phải nhớ là nó sẽ có hai loại mất bù và còn bù, với cái điểm cắt là 30% thằng bình thường mới bù nổi. Rồi, biết xơ gan còn bù nó chuyển sang mất bù với ba yếu tố thúc đẩy. Và bốn một trong bốn dấu hiệu để biết xơ gan còn bù chuyển qua mất bù. Về nguyên nhân nếu mà chia theo thường gặp và ít gặp thì thường gặp có ba cái thôi, một là rượu, hai là viêm gan B C mãn tính, ba là nám phổ. Còn 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 đó là còn những nguyên nhân còn lại là cái gì thì mình chia ra 6 nhóm nguyên nhân thì mình sẽ dễ nhớ là nhiễm, rồi nhiễm độc chất, tắc nghẽn, ứ động,
đúng chưa? Với lại gan nhiễm mỡ là chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Đây là cái dòng Kaiser Flexer, cái dòng này thì phải dùng cái đèn chuyên nghiệp của mỗi lần tụi em đi khám mắt á. À, cái đèn nó mới thấy được cái vòng đó, cái mũi tên đen. Vòng đó vòng ứ động chất đồng chứ không phải lấy đèn pin mình coi không thấy nữa đâu. Rồi. Giờ mình vô mục tiêu thứ hai là mục tiêu về sinh lý bệnh. À, sinh lý bệnh để tôi đưa ra đây cho dễ dở. Cái sinh lý bệnh mà đơn giản ngày xưa tụi tôi đi học gọi là sinh lý bịa. Sinh lý bệnh học này là kinh sinh lý bệnh học cổ điển rất là đơn giản. Có nghĩa là sơ gan là có hai hiện tượng là tăng áp lực tĩnh mạch cửa và suy tế bào gan. Đấy. Thì tăng áp lực tĩnh mạch cửa là gây giãn tĩnh mạch thực quản, giãn tĩnh mạch dạ dày, gây trĩ, cái tuần hoàn màng hệ và tái lập tuần hoàn bào thai là tuần hoàn rốn. Rồi những tế bào gan mà bị bao bọc thành cái nodulin, cái tử thì giả là mất chức năng, không tổng hợp được albumin, không tổng hợp được yếu tố đông máu, không thải được độc chất ứ bilirubin, ứ amoniac vân vân. Rồi người ta giải thích cái cơ chế phù và bán bụng trong xơ gan với cơ chế giảm áp lực keo, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giảm dẫn lưu bạch huyết, rồi cường aldosterone thứ phát. À, đó là sinh lý bệnh cổ điển. Đấy là sinh lý bệnh cổ điển là giải thích cái suy tế bào gan, tăng áp lực cửa và giải thích cơ chế phù và bán bụng trong xơ gan. Thì nhớ có cái cường aldosterone thứ phát. Rồi, nhưng mà bây giờ cái sinh lý bệnh hiện đại không chơi qua đó. Sinh lý bệnh hiện đại nói về pathogenesis nó đi chi tiết hơn, tức là đi về mặt tế bào và phân tử. Thì tại sao mình giải để mình để chi để mặt sinh lý bệnh hiện đại để nó giải quyết vấn đề, tức là nó có hai chuyện. Một là tế bào gan tổn thương, khi mà tế bào gan bị tổn thương vì bất cứ nguyên nhân gì đấy, mình thấy là coi như là nguyên nhân thường gặp, nguyên nhân ít gặp gì đó, bất cứ lý do gì thì nó luôn luôn cái tế bào mà nó gan nó chết, nó hoại tử, nó những cái hệ võng nội mô nó sụp đổ tế bào gan, thì trong tế bào gan nó sẽ kích thích cái nguyên bào sợi và nguyên bào sợi cơ và kích thích những cái chất tiết ra collagen để nó khu trú cái tổn thương gan lại. Đó là nguyên tắc của mình. À, đó, giống như em thấy em bị mụn nhọt ở ngoài da, em bị trầy xước ngoài da là những mô viêm nó phải lợi, nó khu trú tổn thương đó, nó bao quanh một tổn thương. Đấy. Rồi khoảng cửa tiểu, cái khoảng cửa rồi những cái tiểu quản mật là mô liên kết lại bao quanh, thì cái chuyện đó là tốt, cái chuyện đó là tốt, nhưng mà vô hình chung tốt để bao bọc cái tổn thương lại, nhưng mà vô hình chung cái mình nhìn cái hình mô học của gan mình vậy mà những cái khoảng cửa mô liên kết nó phát triển rồi quanh những cái bè rơ mắt mà những cái sợi nguyên bào sợi rồi collagen nó sinh ra nhiều, nó bao bọc cái tổn thương tế bào gan lại, thì nó làm một cái chuyện là nó sẽ cắt những cái nó, tức là nó phân chia, nó chia cái mô gan mình thành ra nhiều cái trong cái tiểu thùy đó, nó chia ra thành chia cắt ra, thì như vậy thì nó sẽ làm nặng hơn qua cái dòng sẵn bệnh lý. Bởi vì mặc nhiên khi những cái mô sợi và mô collagen có đặc điểm của nó là co dính kéo dính, mà khi nó co dính kéo dính á, thì là nó co rút, thì là những cái mạch máu nuôi á, là nó kém, thì nó lại gan nó lại không hồi phục được, cái tế bào mới nó không sinh ra, hoặc là những tế bào đã có lại tiếp tục bị tổn thương hoại tử. Đấy. Và vô hình chung những cái mô sợi với mô gọi là mô liên kết nó phát triển thì nó làm cho cái dòng máu tĩnh mạch cửa nó kém đi, tức là nó tăng áp cửa. Mà tăng áp cửa thì nó phải kiếm đường nối tắc đi về, thì vô hình chung nó lại thiếu máu nuôi cái vùng gan mà nó nối tắc. Rồi, như vậy hình như mọi chuyện mà là nó liên quan, nếu mà em tổn thương cấp tính thì mọi chuyện nó sẽ cắt rất là nhanh chóng. Nhưng mà những cái tổn thương mà cứ kéo tới kéo lui ngày này qua ngày nọ thì hai cái hiện tượng là coi như tế bào gan tổn thương kéo và kích thích những cái nguyên bào sợi và collagen này phát triển cũng như mô liên kết, cộng với cái vòng xoắn bệnh lý co rút và tăng áp cửa này kéo tới kéo lui,
thì dần dần cái gan nó tiêu hết những tế bào gan, tại nó dòng sống bệnh lý tế bào gan tổn thương lại quay trở lại ban đầu cứ như vậy. À, thì như vậy là cái gan em sẽ dần dần thay thế bởi những tế bào xơ, tế bào sợi, mô liên kết, và dần dần nó sẽ tạo thành những tiểu thủy giáp. Yeah. Rồi. Thế thì bây giờ câu chuyện là mình sẽ có hai chuyện là làm sao là mình giảm cái tổn thương tế bào gan, tức là mình cắt cái nguyên nhân. Cái thứ hai mình tìm, hồi nãy giờ mình thấy là tại sao nó kích thích được tạo xơ. Thế người ta tìm cái thằng nào là thằng, cái thằng tế bào nào, thằng nào là thằng gọi là đầu sỏ để tạo ra xơ. Thế người ta tìm ra những cái chất rồi vân vân, cytokine, proteina, nhưng mà tóm lại người ta xác định sao bào, stellate cell. À, chúng ta nhìn ở bên tay trái là normal liver. Đây, cái anh stellate cell gọi là sao bào, y như con sao biển nằm rất là đẹp. Nhưng mà khi mà nó đang ngủ, nó ngủ gọi là ngủ đông, giống như gấu ngủ đông nữa. Thế khi mà bắt đầu tế bào gan bị tổn thương, à, là ảnh thức dậy, ảnh chuyển, phát triển ra đây, đó là cái gốc. Như vậy nếu mà mình làm cách nào đó mình cho anh này ngủ thiên thu, stellate cell ngủ thiên thu, à, thì là chúng ta sẽ không còn bệnh xơ gan và chai cứng gan để chúng ta học nữa. À, nhưng mà vấn đề đó không chịu ngủ thiên thu, con này nó ngủ mà nó dễ tỉnh giấc, tế bào gan tổn thương là nó tỉnh giấc này. Đấy. Rồi, như vậy mình hiểu được rồi ha. Đó là cái sinh lý bệnh hiện đại. Đó là những cái phần mà tụi em khó hiểu, tôi phải giảng cho tụi em. Rồi, đó là mình xong mục tiêu số 2. Bây giờ mình đến mục tiêu số 3. Là bây giờ khám lâm sàng thấy cái gì? Nhảy quá vậy ta. Lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì nhảy. Rồi. Như vậy về lâm sàng đối với bệnh xơ gan thì nó chỉ có hai chuyện là suy tế bào gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Suy tế bào gan, tại sao có hai chuyện đó? Mình nhìn lại cái mô học xơ gan hay còn gọi là chai cứng gan, có hai chuyện thôi: tạo mô xơ lan tỏa, và cái thứ hai là mô xơ đó tạo thành cấu trúc dạng nốt, tức là tiểu thùy giả, nhớ cái hình mô học. Như vậy chỉ có hai chuyện thôi. Những tế bào gan bình thường nó mọc theo bè rơ mắt, đổ về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy thì nó làm chức năng. Em đi em nhốt tù nó trong những cái tiểu thùy giả thì nó có làm được chức năng gì đâu, thì không là nó bị suy tế bào gan. Còn chuyện thứ hai, mô xơ mọc đầy trong đó, mạch máu đi rất là khó khăn, như vậy tăng áp lực cửa là chuyện tất yếu. Như vậy nhắm mắt cũng nói được bệnh lý chai cứng gan hay xơ gan sẽ có một trong hai triệu hội chứng đó hoặc có cả hai. À, được chưa? Rồi, tại sao có triệu chứng không đặc hiệu? Hồi nãy mình học là xơ gan còn bù là triệu chứng không đặc hiệu. Triệu chứng không đặc hiệu là gì? Đối với một bệnh, triệu chứng không đặc hiệu là triệu chứng gặp ở nhiều bệnh. Tức là, thí dụ mình có triệu chứng đó thì không phải đặc trưng cho cái bệnh đó. Đấy, thí dụ bây giờ ấy, người mà xơ gan, suy tế bào gan nó hay mệt mỏi, ăn uống kém, thậm chí khó tiêu đầy bụng nữa. Người ta tưởng ta bị đau bao tử thôi, khó tiêu đầy bụng, hoặc là giống như tụi em giảm khả năng tập trung lao động. Đấy, như tụi em giờ cái học online giảm khả năng tập trung thèm nghe, tụi em có triệu chứng suy tế bào gan. Đấy, hoặc là thậm chí là rối loạn kinh nguyệt nữa, giảm libido tức là giảm cái ham muốn tình dục. À, người bình thường nữ gặp nam là phải thấy thích. Do đó tôi nói con gái mà mê trai là bình thường, con gái phải mê trai, mà tôi là nam tôi nhìn phụ nữ tôi phải mê gái là bình thường, đó là libido. Âm ra tụi em có thấy con đàn ông mê con trai mà mê gái là bình thường, là libido bình thường, còn con gái phải mê trai là bình thường. Tụi em không mê là tụi em giảm libido, nhớ chưa, là suy tế bào gan. Nhưng mà nếu mà thí dụ giảm ham muốn hay là rối loạn kinh nguyệt, liệt dương, người ta đâu có nghĩ người ta bị suy gan, người ta đi khám những cái chuyện khác, là nó không đặc hiệu, có nghĩa là như vậy. Đấy, tức là có triệu chứng nó có thể có nhiều chuyện. Ví dụ mệt mỏi, sụt cân, có thể hội chứng ung thư, cận ung thư, hoặc là láo, nó vẫn có mệt mỏi, ăn kém, sụt cân. Đấy.
Rồi những triệu chứng đặc hiệu. Đặc hiệu là gì? Là những triệu chứng đó mà xuất hiện là trong đầu mình nghĩ ra cái bệnh đó liền. Nghe cái triệu chứng đó là nghĩ là, thí dụ thấy vàng da vàng mắt, bóng trắng, sao mạch, bàn tay son, môi son, chảy máu da niêm, Cocker Dupitren, phù chi bán bụng, hoặc là đàn ông mà phì cái vú lên hoặc phì đại tuyến mang tai. Tức là có những cái dấu hiệu này là trong đầu mình hiện lên nó là suy tế bào gan. Rồi vàng mắt vàng da thì dễ rồi. Đây có cơ Dupitren. Có nghĩa là chúng ta thấy đây ngón cái ngón út nè và mô cái nó có những cái dãy xơ, đây dãy xơ nó co rút lại làm cho cái bệnh nhân co cái bàn tay ngón út và ngón áp út lại rất là khó khăn. Cứng. Hoặc là ngón cái là khó khăn do nó có những dãy xơ nó co rút ở đó, thì cái đó là Cocker Dupitren. Nhưng mà cái này ở dân châu Á rất là hiếm gặp cái triệu chứng này ha, của suy tế bào gan. Hay gặp nhất là bàn tay son, tức là mình xè bàn tay mình lên mình nhìn mình thấy là cái màu đỏ hồng nó đều hết nguyên cái bàn tay. Còn mấy ông bàn tay son là của suy gan là đầu ngón tay nó bị hoặc nó tập trung ở mô cái và mô út nó bị đỏ ửng rất là rõ. Đấy, gọi là dấu bàn tay son, thấy dấu hiệu này phải nghĩ ngay suy tế bào gan. Hay là môi son, môi son tức là không có xăm môi, không có đánh môi thì mình nó đỏ hồng đẹp thì cái đó là suy tế bào gan, phải chú ý chuyện đó. Đấy, hoặc là xuất huyết dưới da là coi chừng, ngoài chuyện bệnh lý huyết học thì coi chừng là suy tế bào gan. Đây sao mạch, cái hình bên tay phải đó, nếu mà chúng ta lấy cái kính lúp ta nhìn thì cái sao mạch hay là còn gọi là nốt nhện, tiếng Anh nó gọi là spider navy. Spider là con nhện đấy, những cái nốt ruồi mà nhện mà do giãn mạch đấy tụi em. Đấy, nốt nhện ở bên tay phải trái, còn ở bên tay phải là những cái đó mình gọi là mụn ruồi son đấy. Đấy, vú to ở đàn ông, vú to đàn ông là coi chừng dấu suy tế bào gan. Bởi vì đàn ông bị suy tế bào gan không có chuyển hóa được một phần nhỏ của estrogen. Trong cơ thể người đàn ông có một ít estrogen thì bình thường là gan nó chuyển hóa. Thì ở người suy tế bào gan nó không chuyển hóa được, nó làm hiện tượng vú to ở đàn ông. Đấy, móng trắng tụi em. Móng trắng này không phải thiếu máu này, highlight móng trắng này của suy tế bào gan. Đấy. Đấy, phì đại tuyến mang tai, nhất là suy tế bào gan ở người uống rượu. Thì có những dấu hiệu này thì tụi em chú ý ngay nó là suy tế bào gan. Hoặc là bệnh nhân bán bụng vàng da, cái này rõ rồi. Đấy, bán bụng tới thoát vị rốn luôn. Phù chân giảm áp keo, phân biệt với cái phù này là phù tắc nghẽn. Như vậy hiểu được cái gì gọi là triệu chứng đặc hiệu, cái gì gọi là triệu chứng không đặc hiệu. Đấy, triệu chứng không đặc hiệu. Đấy, triệu chứng đặc hiệu đó tôi vừa giới thiệu những cái hình đó. Có những cái dấu hiệu đó là một trong những dấu hiệu đó là nghĩ ngay nó là suy tế bào gan. Rồi bây giờ tới tăng áp lực tĩnh mạch cửa, mình gọi ngắn là hội chứng tăng áp cửa. Đấy, thế thì nó có 7 dấu hiệu. Một là tuần hoàn màn hệ kiểu cửa chủ, cái thứ hai là tuần hoàn màn hệ mà nó đẹp quá người ta kêu gọi là hình đầu sứa, thứ ba là lách to cường lách, thứ ba tư là xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản. Cái này thì trên lâm sàng không thể nào thấy được, phải nội soi vô tĩnh mạch thực quản mới thấy được cái tĩnh mạch nó giãn ra. Một cái nữa là ở tuần hoàn rốn thì nghe được cái gọi là venous hums, tức là mình để cái ống nghe, mình nghe ngay điểm điểm thượng vị, tức là điểm giữa đường nối, đường giữa bụng nối giữa rốn với lại mỏm mũi kiếm thượng ức, mình nghe cái để đè sau mình nghe cái tiếng thổi rất là nhẹ nhàng, nó phù phù rất là nhẹ. Cái đó gọi là venous hums, là do những cái dây chằng tròn, những cái tuần hoàn mà thời bào thai á, lúc mà từ cái đường từ cái dây rốn nhau thai của mẹ về sau khi em đẻ ra cắt rốn thì những cái dây chằng nó đóng lại, nó thành cái dây chằng, những dây chằng tròn á, thì bây giờ nó thông lại để nó nối tắc khi nó tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Còn là bán bụng cũng là triệu chứng của tăng áp lực cửa. Trĩ là triệu chứng tăng áp lực cửa nhưng mà trĩ là không đặc hiệu, tức là
trong tăng áp cửa thì có trĩ, nhưng mà bình thường cái trĩ nó phồng lên nó rất là nhiều bệnh, thường nhất là bệnh trĩ, trĩ bệnh chứ không phải trĩ triệu chứng. Trong tăng áp lực cửa thì trĩ lòi ra gọi là trĩ triệu chứng. À, tức là trong tăng áp lực cửa thì nó sẽ phình cái búi trĩ lên. Nhưng mà bình thường, người bình thường không có tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì cái búi gọi là búi đám rối tĩnh mạch trĩ nó rất dễ phồng lên trong bệnh lý táo bón, hoặc là ở phụ nữ hay là cái người ngồi nặng nhiều bệnh trĩ rất là thường gặp. Như vậy trĩ không gọi là triệu chứng đặc hiệu, có trĩ không có chẩn đoán tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Rồi, đây là những hình tuần hoàn bằng hệ. Đấy. Đấy. Đấy, tuần hoàn bằng hệ kiểu cửa chủ. Cái này là cái caput medusa là cái này. Đấy. Những cái tuần hoàn bằng hệ mà nó rõ như vậy thì nó quanh cái nón vậy thì người ta gọi là caput medusa, đầu sứa. Còn cái này là cái cách để vuốt. À, vuốt xem cái chiều dòng máu chảy như thế nào. Đấy. À, thì nguyên tắc á hình bên tay trái là chiều dòng máu nó đi xa ra cái rốt, những cái tĩnh mạch đó nếu có nổi. Còn bên tay phải là chiều dòng máu của tắc tĩnh mạch chủ dưới thì nó có một chiều từ dưới đi lên thôi. Đấy, em thấy đó. Thế thì làm sao biết máu chảy nào trong tĩnh mạch, sao biết được? Thì người ta mới chận hai cái đó, người ta chỉ đó, để hai ngón tay chận lại hình bên trái hình số 2 á, chận lại rồi vuốt cho nó xẹp cái tĩnh mạch, rồi mình mới dở lên xem cái nó có làm đầy hay không. Ví dụ hình số 3 thì thấy là dở cái ngón tay lên, cái máu không có đầy lại, cái tĩnh mạch không có phồng lại, tức là chiều dòng máu không phải từ bên phải đi tới. Nhưng mà khi mình giữ cái tay phải lại, mình dơ cái chiều dòng cái ngón tay bên này lên hình số 4 á, thì mình thấy là máu nó đổ về, nó phong cái tĩnh mạch lên lại, tức là mình xác định được chiều dòng máu từ bên tay trái qua bên tay phải. Đấy, đó là cái cách để xác định chiều dòng máu. Đấy, nếu mà thí dụ mình thấy tuần hoàn nó ngoằn ngoèo ở trên bụng mà cả trên rốn lẫn dưới rốn thì mình xác định chiều dòng máu chảy bằng cách như vậy. Hiểu được cái hình này rồi ha. Đó. Đó. Nghe không ơi? Ừ. Liệu 400 thì bị Covid hả? Em bị Covid hả? Thì sáng uống 4 viên, chiều ngày đầu tiên là sáng uống 4 viên, chiều uống 4 viên. Rồi những ngày sau á là nó dễ, viên 400 thì dễ, uống 1 viên theo 3 bữa ăn lần 1 viên. Ngày 3 lần. Thì á, em nếu mà viên 400 nó là dĩ nó 17 viên thì em mua 2 dĩ là em uống vừa y á. 34 viên là vừa y, tại vì á, là liều của nó từ 7 ngày tới 14 ngày thì em mua 2 dĩ là em uống khoảng 10 ngày là hết. Ba chục viên thì là để coi ngày đầu hết 8 viên rồi. Ngày đầu hết 8 viên thì còn lại 22. À được thì nó khoảng thành 9 ngày. Nó khoảng 9 ngày. Đúng rồi đó. Đúng rồi, 8 9 ngày là được rồi. Đúng rồi, tức là coi như trên 7 ngày là ok. Ừ. Thì thông thường tại vì hồi đó cái dĩ nó vậy nên tôi phải chọn cái kiểu gì để uống làm sao trên 7 ngày mà nó không dư thuốc mà không thiếu thuốc. Thì hồi xưa là dĩ 17 thì là 34 viên thì là nó uống được khoảng 10 ngày. À, phải từ 7 tới 14 ngày thì mình lấy số giữa cho chắc ăn, đúng không? Đúng rồi, tức là trên 7 ngày là ok. Thì thông thường hồi xưa có dĩ 17 đâm ra là tôi lấy 2 dĩ. Còn dĩ 200 là dĩ 34 viên thì tôi lấy 2 dĩ là tôi canh vừa rồi. Hiểu ý không? Hiểu ý chưa? Ừ rồi. Rồi xin lỗi tụi em. Rồi bây giờ mình nói tiếp. Cái hình này tụi em hiểu không?
Alo. Dạ hiểu thầy ơi. Hiểu ha, rồi ok. Cái này cái lách to thôi, lách to ở hạ sườn trái. Rồi. Đây là cái hình là tổng hợp thôi. Cái này tổng hợp mà nó tổng hợp không có theo cái cơ chế gì hết á. Nó tổng hợp là một cái là size, một cái là symptom. Size là triệu chứng thực thể á tụi em. Còn symptom là triệu chứng cơ năng á. Triệu chứng cơ năng là cái người ta than phiền, còn size còn triệu chứng thực thể cái mình thấy. Đấy. Chia ra đưa một cái hình để tụi em nó là tổng hợp toàn bộ những triệu chứng cơ năng và thực thể. Nhưng mà ví dụ như đó, ví dụ như là bệnh não gan, rồi những cái Santelas Mata là những cái u vàng, những cái u vàng ở mắt, jaundice là vàng, spider eye navy là nốt ruồi so gì á, sao mạch á, parotid enlargement là tuyến mang tai to, scratch marks là những cái chỗ mà người ta gãi bị ngứa, gynecomastia là hú to đấy, bleeding Edvina puncture đó, tức là những cái chỗ bầm vết chích rồi đó. Đấy là bruising là những cái vết bầm tự nhiên. Vâng đấy, tụi em về dịch ra. Đấy. Rồi. Thầy bị tắt điện ơi. Nghe chưa? Chưa rồi. Rồi. Đây, những cái xét nghiệm là có hai xét nghiệm là để phát hiện hai hội chứng. Hồi nãy mình hai hội chứng suy tế bào gan và tăng áp cửa là mình khám lâm sàng để mình coi triệu chứng cơ năng và thực thể. Còn bây giờ trên cận lâm sàng cái hội chứng suy tế bào gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa nó cũng có nữa. Đây, vậy hội chứng suy tế bào gan trên xét nghiệm nó có cái gì? Về xét nghiệm nó có một là TQ kéo dài, hai là albumin da máu giảm và gamma globulin tăng. Đấy. Và cái nữa là nó tăng bilirubin kiểu hỗn hợp hoặc trực tiếp. Cái bài này thì cô Tường dạy tụi em bài xét nghiệm rồi, xét nghiệm gọi là sinh hóa của gan mật. Thì tức là bilirubin nó tăng cả hai thứ, gián tiếp lẫn trực tiếp, hoặc hơi tăng nhiều trực tiếp. Nhưng GGT và phosphata kiềm không có tăng. Thì cái tăng bilirubin kiểu đó gọi là tăng bilirubin kiểu suy tế bào gan. Còn cái cholesterol este thì Việt Nam không có làm. Còn chúng ta hay lầm lẫn cái men gan. Nhưng mà cái men gan nó không nằm trong dấu suy tế bào gan. Tụi em nhìn trên slide của tôi, men gan là một mục riêng. Như vậy cái hội chứng suy tế bào gan trên cận lâm sàng chỉ có TQ kéo dài, đạm máu albumin giảm, gamma globulin tăng và tăng bilirubin. Cả hai thứ gián tiếp trực tiếp hoặc kiểu trực tiếp, nhưng mà GGT và phosphata kiềm nó bình thường, tức là nó không có tắc mật. Còn men gan nó không có tăng nhiều và nó không nằm trong hội chứng suy tế bào gan. Men gan là hội chứng tổn thương tế bào gan, à. Rồi. Rồi những xét nghiệm để đi tìm cái nguyên nhân siêu vi HBS, anti HBS là siêu vi B, anti HCV là tìm siêu vi C. Ứ đầu người ta tìm ceruloplasmin và ferritin để ứ sắc. Thử những cái kháng thể kháng tự miễn, ví dụ ANA hoặc AMA, hồi nãy tôi đề cập rồi phần nguyên nhân. Rồi. Trong cái xét nghiệm, một trong những xét nghiệm chuyên sâu trong cái sơ gan, cái bệnh lý gan là xét nghiệm dịch bán. Tức là một bệnh nhân vô vì bán bụng thì luôn luôn phải chọc dịch bán. Thì nếu đúng nghĩa là sơ gan là một dịch thấm, mà dịch thấm thì nó phải thỏa tất cả những tiêu chí tôi kể trên đây. Nếu nó vi phạm một trong bốn tiêu chí này thì coi chừng nó phải dịch thấm, mình đi tìm nguyên nhân khác. Thứ nhất là đạm nó thấp dưới 25 gram, hai là NL nó DH nó thấp. Đấy. Thứ ba là tỷ lệ đạm dịch bán trên đạm máu nó thấp luôn, và cái số mình đọc trên đó. Và cuối cùng là lượng tế bào, tổng lượng tế bào trong dịch bán cũng thấp dưới 250 con, và chủ yếu là đơn nhân. Thì sơ gan là khuynh hướng dịch thấm. Thì khi chọc dịch bán, ngày xưa chỉ cần biết dịch thấm với dịch tiết thôi. Nhưng bây giờ người ta chia ra thêm một cái gọi là SARG. Nếu mà sơ gan thì nó có chỉ số SARG cao.
Chỉ số SAC là cái gì? Là nó lấy albumin của máu, nó trừ đi albumin dịch bác. SAC là albumin máu. S là serum là máu, A là albumin. Rồi, còn cái chữ A cái nữa là albumin cái nữa. Chữ G là gradient, tức là độ chênh lệch về nồng độ albumin giữa máu và dịch. Dịch. Đấy, độ chênh áp. À, tức là lấy albumin dịch bán, lấy albumin máu trừ albumin dịch bán. Thì người bình thường như mình là nó dưới 11 gram. Còn nếu nó có tăng áp lực tới mạch cửa là nó trên 11 gram. Như vậy tóm lại, rồi như vậy cái chọc dò dịch bác nó giúp mình hai chuyện. Một là biết được cái dịch này là có phải đúng dịch xơ gan không, tại dịch xơ gan nếu đúng chuẩn phải là dịch thẩm, và cái thứ hai là nó xác định là cái dịch này phải tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay không. Rồi về chẩn đoán hình ảnh thì là để phát hiện tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì chỉ có nội soi thấy nó giãn cái mạch máu ở trong dạ dày thực quản thì mới biết. Còn siêu âm bụng thì có thể thấy được tuần hoàn rốn, thấy được lách to, thấy được một ít dịch bán. Tại dịch bán mà nó ít quá, người ta cám rờ, ta gõ, người ta không thấy được. Ta không thấy được. Rồi. Đấy. Cái này là cái mà nội soi thấy giãn cái tĩnh mạch thực quản, thậm chí thấy xuất huyết luôn. Cái này chắc chắn. Cái hình bên trái là chắc chắn là tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đấy, hình bên trái bên phải gì cũng vậy. Cái kế nữa đây, cái này là giãn tĩnh mạch dạ dày. Là chứng tỏ là tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Rồi. Rồi, tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đấy. Cái bệnh dạ dày tăng áp cửa. Cái này siêu âm thấy được những cái tái lập tuần hoàn rốn. Tái lập tuần hoàn rốn. Đấy. Bình thường không cần tái lập thành tuần hoàn rốn, không có. Người bình thường nó teo lại thành cái dây chằn tròn hết rồi. Rồi, về chẩn đoán hình ảnh, khi siêu âm người ta còn thấy được hình ảnh đại thể của xơ gan. Mình soi ổ bụng thì mình thấy được cái gan bờ tù, thấy cái nốt. Thì siêu âm bụng bây giờ có thể gián tiếp thấy được hình ảnh gan nó dội âm, nó rất là dày. Và cái bờ gan nó gồ ghề giống như dạng nốt. Thì nó cũng thấy được hình ảnh đại thể của xơ gan. Như vậy, tóm lại về triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Đây, này siêu âm gan bình thường và gan nhiễm mỡ. Còn cái gan này là gan sơ. Cái bờ nó gồ ghề. Đấy, đó, và nó teo lại. Và cái phản âm nó rất là dày. Nó trắng xóa. Trong khi cái gan bình thường, phản âm đều, mịn. Thấy được mạch máu rất là rõ. Đấy. Rồi. Cái này soi ổ bụng. Rồi. Như vậy nói thực tế để mà chẩn đoán được xơ gan mà tiêu chuẩn vàng gold standard là người ta sẽ sinh thiết gan là cái chuẩn nhất. Sinh thiết gan là cái chuẩn nhất. Bởi vì sinh thiết gan đọc được trên mô học là mới đúng định nghĩa cái này có phải chai cứng gan hay không, hay là chỉ mới là fibrocyst. Và nó có cả thang điểm nữa. Metavia đây. Đây, cái này hình dung. Nếu mà F1 tức là mới có fibrosis thôi. Đây. Là em thấy cái phần trắng trắng là mô sơ ở khoảng cửa đây. Đây, rất là hình rất là đẹp. Còn cái màu xanh dương mà bự ở giữa đó là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Còn khoảng cửa nó có 3 cái. Cái màu xanh lá cây là mật. Cái màu xanh dương là động mạch gan, còn cái màu đỏ là tĩnh mạch cửa. Màu xanh dương là tĩnh mạch cửa, cái đỏ đỏ là động mạch gan. Đấy, còn cái màu xanh lá cây là ống mật. Đấy, khoảng cửa đây. Thì fibrosis F1 giai đoạn 1. Sơ hóa gọi là sơ hóa mức độ 1. Sơ hóa chứ không phải sơ gan, sơ hóa mức độ 1. Mình thấy một ít. Còn sơ hóa mức độ 2 là bắt đầu nó rất là nhiều, bắt đầu nó không phải dừng ở khoảng cửa, bắt đầu nó sang lan qua ở những tiểu thùy và lân cận và vách gian tiểu thùy. Đấy. Còn tới F4, sơ hóa F4 thì không phải là sơ gan độ 4, sơ hóa F4 là tương đương với lại chai cứng gan cirrhosis. Sơ hóa F4 là tương đương với chai cứng gan. Đấy. Nó ăn mát hết rồi, tiểu thùy giả.
Thấy chưa? Hiểu được hình này không? Tụi em hiểu được hình này không? Nghe không? Tụi em nghe không? Dạ nghe ạ. Ừ. Hiểu thầy. Thấy, thấy được hình này thì hiểu được cái định nghĩa ban đầu rồi. Hiểu chưa? Dạ. Rồi. Thôi, cái này là tôi đưa một vài nghiên cứu là tụi em tập quen. Ví dụ người ta thấy là cái này tập để nói về gọi là thống kê y học, nghiên cứu khoa học. Ví dụ người ta thấy rằng là khả năng chẩn đoán xơ gan dựa vào bệnh sử. Tức là những cái ca này sau này là được gọi là sinh thiết hết để chẩn đoán. Thì người ta thấy rằng, ví dụ tiền sử gọi là sử dụng rượu. Alcohol use, chúng ta thấy là khả năng chẩn đoán là 1.5. Có nghĩa là so với người uống rượu và không uống rượu, thì cái người uống rượu mình chẩn đoán xơ gan mình đúng cao hơn gấp 1.5 lần. Đấy. Còn những triệu chứng như mệt mỏi, hay là yếu, ngứa hay chán ăn là hoàn toàn không có đặc hiệu gì hết. Đó. Tức là thằng có xơ gan hoặc thằng sinh thiết ra có chai cứng gan hoặc là sinh thiết ra không có chai cứng gan hay là có chai cứng gan, tỷ lệ bệnh, tỷ lệ triệu chứng này nó na ná ná nhau hết, sự khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. Chỉ có hai chuyện là tiền sử tiểu đường và tiền sử gọi là có dùng rượu bia thì là sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê một chút. À, tức là thằng mà sinh thiết ra có bị chai cứng gan là nó gặp nhiều hơn ở thằng uống rượu và gặp nhiều hơn ở thằng tiểu đường, và sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê. Tức là nghe người ta nói đã từng uống rượu hay là tiền sử tiểu đường là phải nghĩ ngay là có khả năng thằng này sẽ bị xơ gan, và mình cứ nói nó lại xơ gan thì tỷ lệ cao hơn và sự khác biệt đó là có ý nghĩa về mặt thống kê. Đấy. Đấy. Hay là những cái mà tụi em đang thắc mắc, ví dụ bây giờ thấy vú to hay là thấy là coi như là bệnh não gan đấy, hay là thấy sao mạch đó, thì mấy cái tôi khoanh tròn á, ví dụ thấy bán bụng đó, thấy spider navy đấy, là thấy đó, là những cái dấu hiệu đó là giúp cho mình gọi là chẩn đoán là nó chính xác. Cái này là thống kê thôi, tức là gặp trong 30% thì người ta thấy, ví dụ người nào có bán bụng người ta đè cái gan nó ra, người ta sinh thiết thì ta thấy là sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê nó gấp 7 lần. Tức là so với thằng mà không có xơ gan á, sinh thiết ra không có xơ gan á, thì tức là mình những người bán bụng, nếu mà mình những người bán bụng mình sinh thiết ra có xơ gan mà không xơ gan, thì mình thấy là nếu mà có triệu chứng bán bụng thì khi sinh thiết ra xác suất mình gặp cái thằng sơ cứng gan thiệt trên sinh thiết nó sẽ cao hơn gấp 7 lần, và sự khác biệt đó là có ý nghĩa thống kê. Cái này mình tập những cái thói quen, hoặc là spider navy tức là gọi là dấu sao mạch, thì khi mà có dấu sao mạch mình đè gan nó ra mình sinh thiết thì cái xác suất mình gặp là cái sinh thiết gan là bị chai cứng gan là cao hơn cái thằng không có sao mạch là 4,3 lần, và sự khác biệt này là có ý nghĩa về mặt thống kê. Cái này tôi cho tụi em thấy sơ sơ thôi. Thôi, đi qua để cho biết, chứ còn mấy cái tiêu chí này mệt lắm. Rồi, nhưng mà để hiểu được những cái đó. Rồi, bây giờ chẩn đoán xác định. Như vậy thực tế cái mà tụi em cần biết là cần 2/4 tiêu chuẩn. Khi gặp một bệnh nhân thì mình ra 2/4 tiêu chuẩn, nhưng mà thực sự chỉ có 2/3 tiêu chuẩn thôi. Tại tiêu chuẩn số 4 là cái tiền sử, là một cái để tham khảo, tài liệu tham khảo thôi, chứ không có nằm, không cần chuyện đó. Mình phải tìm một trong ba dấu hiệu. Một là dấu hiệu suy tế bào gan, hai dấu hiệu tăng áp cửa, và cái thứ ba là tìm cái tổn thương gan bằng cách rờ khám hoặc là hình ảnh siêu âm xơ gan. Dấu hiệu suy tế bào gan, dấu hiệu tăng áp cửa đều phải là những dấu hiệu lâm sàng đặc hiệu, hoặc nếu lâm sàng thấy thì phải làm những xét nghiệm. Ví dụ tăng áp cửa đôi khi tìm không có thấy gì ngoài, không thấy trĩ, không thấy lách to, không thấy tuần hoàn màng hệ, không thấy gì hết, nhưng mà khi soi bao tử vô nó lòi ra là giãn tĩnh mạch thực quản, thì đó là tăng áp lực cửa trên cận lâm lâm sàng. Do đó tụi em thấy tiêu chuẩn, tôi thấy có chữ và hoặc, nó khác với lại hay nha.
và hoặc là có một trong hai, hoặc chỉ cần một trong hai, có cả hai hoặc có một trong hai cái là được, và có nghĩa là như vậy. Rồi, rồi. Cái số 2, cái tiêu chuẩn số 2 là chỉ số Bonacini, tức là lâm sàng nghi ngờ. Lâm sàng nghi ngờ là gì? Người ta có mang trong mình những cái yếu tố nguyên nhân của xơ gan. Ví dụ người ta bị tiểu đường, người ta uống rượu, người ta hồi xưa đi hiến máu có bị viêm gan B, không cho hiến máu. Đấy, có những cái yếu tố nguy cơ của xơ gan. Và lâm sàng mình nghi ngờ có vài dấu sao mạch, có axit, có gì đó mà mình chưa đủ tiêu chuẩn dẫn đó. Thì mình cộng điểm lại, mình dùng điểm tiểu cầu, mình dùng cái mình lấy cái men gan ALT chia cho AST đó. Ra bao nhiêu mình cứ có điểm mình kê vô, lấy chỉ số INE tức là TQ á, cộng lại thấy nó lớn 7, mình chẩn đoán xác định ca này sờ gan, tức là chai cứng gan. Thì dùng kết là biết Linh làm nha, hồn quá. Rồi, đó là bước 1. Bước 2, sau khi mình chẩn đoán chai cứng gan, xơ gan rồi, thì mình sẽ chẩn đoán độ nặng theo chai. Chai, chai là Nhi đó, ông nít đó, Nhi Đồng đó. Cái ông này, ông tên Nhi, ở Việt Nam mình cũng có người tên Nhi, chứ không phải là theo Nhi Đồng gì hết đó. Ừ, ông này, ông tên chai, ông đặt ra cái bảng này. Và các bạn, điểm chai này, điểm rất là hay. Như vậy em phải chẩn đoán xác định cái người đó bị xơ cứng gan rồi, dùng những tiêu chuẩn nhận đó, rồi mình mới chẩn đoán độ nặng theo chai, chai A, B hay C. Thì chai thì bản chất nó chỉ là những cái điểm đó. Ví dụ bệnh nhân này xơ cứng gan rồi mà bilirubin là 2mg trên decilit, tức là 2 điểm, albumin 36, 1 điểm cộng lại, cứ vậy nó rớt chỗ nào cộng nó, có người ra 5 điểm và 6 điểm thì là chai A, còn ra 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm là chai B, và từ 10 điểm trở lên là chai C. Đấy, thí dụ có một bệnh nhân vô albumin nó 37 gram là 1 điểm, nhưng mà bilirubin nó 2.5mg trên decilit, tức là nó 2 điểm, TQ nó có 12 giây, nó 1 điểm, không thấy bán bụng, không thấy hôn mê gan gì hết, cộng lại hết là nó 6 điểm, nó là chai, chai A. Hiểu ý chưa? Rồi, thông thường thì người xơ gan chẩn đoán phân biệt, đây tôi không có nằm trong mục tiêu, nhưng mà cái này đi lâm sàng rất là cần. Người bệnh xơ gan sẽ đi tìm kiếm tụi em, đi gặp lý do nhập viện trong 4 chuyện. Một là vàng da, thế là mình phải biện luận bài vàng da, viêm gan, tắc mật hay tán huyết gì đó. Hoặc nó đi gặp em, nó đi kiếm em vì nó bị bụng bự hoặc chân phù. Thì như vậy có rất là nhiều bệnh khác cũng gây cái triệu chứng đó. Hoặc là bệnh xơ gan nó sẽ tìm gặp em trong bệnh cảnh là nó rối loạn tri giác, hôn mê. Đấy. Hoặc là đơn giản hơn và thường gặp hơn nữa là nó sẽ đi gặp em trong bệnh cảnh xuất huyết tiêu hóa. Tức là 4 tình huống để bệnh nhân, tức là nằm trong chip complaint của bệnh nhân, là thường có 4 tình huống đó. Và mỗi một tình huống sẽ có rất là nhiều cái chẩn đoán phân biệt. Chúng ta không có hơi đâu đi học chẩn đoán phân biệt làm cái gì. Chúng ta chỉ cần nắm là tình huống đó là những cái bệnh gì có thể gây ra, ví dụ hôn mê thì có hôn mê chuyển hóa hoặc không chuyển hóa, bán bụng dịch tiết, dịch thấm, mình nhớ cái bài đó để mình đi tìm, chứ không phải đi ráng thuộc lòng cái chẩn đoán phân biệt, và cũng không phải đi nặng ra chẩn đoán phân biệt cho có. Rồi thôi, chẩn đoán sớm đi qua, không cần cái này. Rồi, đây là cái biến chứng của xơ gan. Biến chứng của xơ gan thì là có là bệnh não gan mà tôi quen gọi là hôn mê gan, lát hồi tôi sẽ nói lại cái đó. Nhiễm trùng các loại, nhưng mà trong đó quan trọng là nhiễm trùng dịch bán, ung thư gan, xơ gan ca hóa, hoặc là suy gan, nó gây ra một trong biến chứng của suy gan gọi là hội chứng gan thận, và cuối cùng là biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa gây xuất huyết tiêu hóa. Vậy là bài xuất huyết tiêu hóa tụi em sẽ có một bài riêng. Hôm nay tôi sẽ tập trung 3 cái biến chứng và nằm trong cái mục tiêu cuối cùng của tụi em là mô tả được 3 biến chứng: hôn mê gan, nhiễm trùng dịch bán và hội chứng gan thận. Được chưa? Rồi, mình gọi là hôn mê gan đó là do tôi quen từ hồi nào đến giờ.
Nhưng mà chính xác thuật ngữ của thế giới gọi là bệnh não gan, hepatic encephalopathy. À, biến chứng bệnh não gan hợp lý hơn. Và tại sao bệnh nhân bị bệnh não gan tụi em? Thì nó có hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là khi tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó sẽ có những đường nối tắc. Mà những đường nối tắc thì máu không có qua cái gan. À, do tăng áp cửa nó không cần. Cái cơ thể mình, ông trời mình phú cho cái tĩnh mạch cửa rất là hay. Để nguyên cái ổ bụng mình nó phải đổ về gan, để gan lọc hết độc chất rồi mới đổ về tĩnh mạch chủ dưới, mới đổ về tim, mới vô tuần hoàn chung. Nhưng mà vô hình chung khi em bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong chai cứng gan thì nó sẽ có những đường nối tắc, những vòng nối quanh rốn tuần hoàn bàn hệ nữa, thì nó đổ về thẳng tĩnh mạch chủ và không qua cái gan, không qua tĩnh mạch cửa, không qua gan. Thì như vậy những độc chất nó vô thẳng tuần hoàn, nó có thể ảnh hưởng cái bệnh, cái não, hoạt động của cái não. Hoặc là giả dụ nó có qua được cái gan nhưng mà do suy tế bào gan quá, thì đó, những cái độc chất bình thường, amoniac, axit béo, axit amin thơm, hoặc là chất dẫn truyền thần kinh giả gì đó, à, là không được lọc. Tại vì gan nó có không lọc nổi, thì nó làm cho ảnh hưởng hoạt động của cái não, nó gây bệnh não gan. Thì đối với một người bệnh sơ gan, à, chúng ta phải chú ý bốn chuyện quan trọng là không cho người ta ăn nhiều đạm quá. Ăn nhiều đạm, ăn thịt, ăn đồ nhiều quá, ăn thịt cá nhiều quá là nó dễ vào hôn mê gan, bệnh não gan. Hoặc là nó đi cầu phân đen, nó xuất huyết tiêu hóa là nó rất dễ vào bệnh não gan. Đấy. Cái thứ ba là nó bón nhiều quá, bón tiêu chảy đâu mỏi, nhưng mà quan trọng nhất là bón nhiều quá, nó cũng dễ vào bệnh não gan. Và cuối cùng là dùng lợi tiểu hoặc dùng an thần nhiều, à, là gây bệnh não gan. Đấy. Đó là bốn cái quan trọng, cái yếu tố thúc đẩy của bệnh não gan. Thì đối với biến chứng bệnh não gan thì về lâm sàng đó, như nãy tôi nói là nó đó, nó là một cái, nó đi gặp tụi em về một trong bốn chuyện, thì mọi cái chuyện thứ tư, mọi chuyện thứ ba là chuyện rối loạn tri giác. Nhưng mà đặc điểm của nó là rối loạn tri giác không giấu thần kinh khu trú. Không giấu thần kinh khu trú là gì? Là rối loạn tri giác nhưng không có liệt dây sọ, không có liệt nửa người, không có liệt hạ chi, không có liệt một cái dây sọ nào hết. Cái đó gọi là rối loạn tri giác không giấu thần kinh khu trú. Rồi, bây giờ nó có cái thứ hai là dấu rung vẩy. Dấu rung vẩy, dấu rung vẩy, dấu rung vẩy là sao? Đây, tôi sẽ giơ tay, tụi em thấy cái tay tôi không? Thấy không? Thấy. À, đây, đây, nếu cái tay tôi mà nó rung này là rung ngọn chi. Cái này là không phải rung vẩy. Rung vẩy là nó như vậy. Tôi sẽ cầm cái tay tôi cho căng lên vậy. Nó không giữ được, nó cứ gật gù, gật gù, gật gù, gật gù. Hiểu chưa? Thấy không? Dạ thấy. Thầy ơi, lại. Đó gọi là dấu rung vẩy. Dạ, làm lại một lần nữa đi thầy. Rồi, nếu mà rung này là rung của cường giác, của cường giao cảm. Xì ke thiếu thuốc cũng cường giao cảm rung vậy. Hoặc cường giác. Còn rung vẩy của bệnh não gan là nó. Khi tôi biểu giơ bàn tay lên. Rung. Dạ. Hiểu chưa? Giống như ngủ gục vậy á. Rồi. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, đó là dấu rung vẩy. Rồi đứng gần mấy thằng mà bệnh não gan, em nghe giống như em nhà em bán trái cây mà dư vậy đó, nó bị hơi lên men hoặc là hơi thối rồi đó. Mùi trái cây chín thối. Được chưa? Mà thử amoniac máu tăng. Rồi. Thì cái bệnh não gan, à, tụi em chia ra 4 giai đoạn, 1, 2, 3, 4. Rồi. Nhớ cái tri giác, độ 1 là rối loạn chu kỳ thức ngủ, 2 là nằm yên, đáp ứng kém, 3 là ngủ gà nhưng mà đánh thức nó dậy, còn 4 là hôn mê. Thì rung vẩy chỉ bắt đầu xuất hiện, rung vẩy xuất hiện rõ ở giai đoạn 1, 2, 3, giai đoạn 4 không có, đặc biệt giai đoạn 2, 3 là có dấu rung vẩy. Còn giai đoạn 1 đôi khi không thấy dấu rung vẩy.
Giai đoạn 1 là rối loạn chu kỳ thức ngủ. À, đó. Giai đoạn 1 rối loạn chu kỳ thức ngủ là gì? Tức là xài giờ Mỹ tụi em. Thằng sơ gan ở Việt Nam mà xài giờ Mỹ. Mỹ bây giờ đang 2 giờ đêm. À, 2 giờ đêm. À, giờ Mỹ tự nhiên cái người sơ gan giờ ngủ. Cái tối bắt đầu 9-10 giờ đêm của mình. Tới 11-12 giờ khuya thức. Tại giờ đó mới 9-10 giờ sáng của Mỹ. Sơ gan mà xài giờ Mỹ là rối loạn chu kỳ thức ngủ, bệnh não gan giai đoạn 1, tay chân rung 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 rung, giọng nói rung rung, tay chân rung rung là sơ gan, bệnh não gan giai đoạn 1. À, tức là mà ngược lại thằng sơ gan bên Mỹ mà nó xài giờ Việt Nam là nó bắt đầu bệnh não gan độ 1. Đấy. Rồi. Được chưa? Rồi. Đấy, tụi em thấy như vậy, độ 3 là ba bên kia dương tính hai bên. Ba bên kia là gì? Là phản xạ của bó tháp mà nó dương tính hai bên. Có nghĩa là cái đó không phải dấu thần kinh định vị. À, tức là coi như nó loạn hết những cái hệ thần kinh nó bị rối loạn. Chứ không phải là nó bị liệt bó tháp hay gì. Được nhá. Rồi. Rồi, đó là biến chứng thứ nhất của bệnh não gan. Biến chứng thứ hai là hội chứng gan thận. Tại sao hội chứng gan thận? Hội chứng gan thận có phải nói là một rối loạn huyết động học của thận, tức là rối loạn cái chuyện mà co bóp cái mạch thận gì đó để mà lọc thận. Do đó thận này không có hư gì hết, cái thận này không có hoại tử, không có gì hết. Có thể nói chơi cho vui thận nó bình thường. Thậm chí em đem cái trái thận này em đi hiến cũng được. Rồi. Thế thì cái thằng hội chứng gan thận nó biểu hiện bằng cái gì? Hội chứng gan thận là nó tiểu ít, hoặc là nó bụng bự, nó đẻ hơn, hoặc là nó vì nó đã suy gan rồi là nó đã ứ động một độc chất, và bây giờ thận nó suy nữa, nó suy do rối loạn huyết động học thì nó nhiều cái độc chất qua nó hôn mê luôn. Đấy. Thì tại sinh lý bệnh, đây sinh lý bệnh của hội chứng gan thận là huyết động học. Đây, đầu tiên là bệnh gan rất là nặng, severe hoặc là cirrhosis, cộng với lại tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó làm rối loạn những cái giãn những động mạch tạng nha, splenic là tạng chứ không phải là động mạch lấp. Rồi, khi nó giãn tạng thì nó dẫn đến một loạt, nó sẽ kích hoạt cái hệ renin-angiotensin và aldosterone và ADH. Nó dẫn đến sao? Rối loạn co thắt mạch thận, tăng co thắt mạch thận. Khi tăng co thắt mạch thận thì nó sẽ là trong nội bộ trái thận sự giãn tĩnh mạch giảm đi và tăng co thắt cái mạch máu trong nội bộ trái thận thì sẽ dẫn lên là tăng cái co thắt mạch thận này dữ dội hơn nữa, và tăng dữ dội nữa thì nó làm giảm độ lọc cầu thận, nó làm suy thận hay gọi là hội chứng gan thận. Tóm lại nó là một rối loạn tưới máu, hoặc là gọi là đơn giản là rối loạn huyết động học của thận, mà không hề do thiếu thể tích, không hề do huyết áp, không hề do suy tim, mà chỉ đơn giản là do gan suy quá nặng và tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Nó ảnh hưởng co giãn mạch máu nội tạng và ảnh hưởng một loạt những hormone, nó làm rối loạn co thắt mạch thận, và hậu quả là mạch thận co kín lại không lọc được, gọi là hội chứng gan thận. Rồi, làm sao chẩn đoán cái này? Muốn chẩn đoán cái này thì phải làm thứ nhất là đầu tiên là bệnh nhân phải là bệnh nhân sơ gan mà phải có bán bụng, phải có tràn dịch, tức là có axit, có bán bụng. Bệnh nhân sơ gan mà có bán bụng mà tự nhiên tiểu ít, hoặc là tự nhiên là bụng bự lên nhiều, mặc dù đang uống thuốc bụng đang nhỏ tự nhiên bụng bự lên rất nhiều hoặc là tiểu ít, là phải nghi ngờ hội chứng gan thận. Làm ngay creatinine máu, làm ngay creatinine máu mà trên 1.5 là nghi ngờ dữ nữa. Mới lọc lại bệnh sử, coi bệnh nhân có bị tụ huyết áp không, hay có dùng những cái thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu, thuốc Tây gì đó mà có tác dụng phụ hại thận không, là không có, thì mới coi xét nghiệm đạm niệu có thấp không, hồng cầu niệu có thấp không, siêu âm thận có sỏi thận gì không, cũng không có nữa, thì người ta mới nghi dữ lắm rồi. Cái tới đây là đi tới bước này là người ta thấy nghi dữ lắm rồi, mình ca này chắc là hội chứng gan thận. Người ta mới bệnh tại vì sơ gan đang bán bụng mà đang tiểu ít mà ta ngưng ngay lợi tiểu, người ta truyền albumin 2 ngày liên tiếp mà người ta thấy creatinine vẫn lên cao, không tuột xuống dưới 1.5.
là người ta sẽ kết luận ngay ca này bị hội chứng gan thận. Mà khi em kết luận hội chứng gan thận là đồng nghĩa là coi như giết di chúc. À, ca này chết 90%. Đấy. Tôi có ông bệnh nhân là hồi đó là tôi có ông bệnh nhân tới giai đoạn này là không cứu được, là và ông tỉnh nha, biểu giết di chúc, lòi ra thêm hai bà vợ nữa, tốt của ông ba bà vợ mà bà vợ đầu không có biết. Rồi sau đó là chia gia tài, rồi sau đó nằm bệnh viện mấy ngày rồi lên được. Đấy. Khi mà em đặt bút chẩn đoán hội chứng gan thận là coi như là gần như là không cứu được nữa. À, do đó người ta có tiêu chuẩn đi từng bước vậy đó. Hiểu được mấy cái bước này không? Alo, tụi em hiểu được mấy bước này không? Dạ, khó hiểu. Khó quá không hiểu nổi hả? Dạ có, dạ có. À, hiểu không? Rồi. Ok. Rồi. Rồi, đó là xong, mình đi được hai cái biến chứng. Rồi. Và biến chứng cuối cùng mà tôi bắt tụi em đó là biến chứng nhiễm trùng dịch bán. Tôi dịch là nhiễm trùng dịch bán, nhưng mà chính xác phải gọi là viêm màng mụn tự phát nhiễm trùng. À, tức là cái này là viêm phúc mạc nhiễm trùng nguyên phát tự nhiên á, spontaneous bacterial peritonitis. Peritonitis là viêm phúc mạc. Viêm phúc mạc do vi trùng mà tự phát. Có nghĩa là gì? Những con vi khuẩn đường ruột á, E. coli, Klebsiella đó, nó khi mà cái dịch bán của chúng ta, cái ruột tăng ngâm trong cái dịch bán á, nó làm giãn nở những cái khe giữa các tế bào, thì những con vi khuẩn gram âm đường ruột nó mới xuyên thành nó đi qua, do cái ruột tăng ngâm trong một cái dịch bán, cái dịch thấm lâu ngày nó giãn nở mấy cái khe giữa những tế bào, thì con vi khuẩn nó sẽ xuyên thành đi ra, nó đi ra cái dịch bán đó. Nhưng mà cái dịch bán đó thì rất là ít protein và không có khả năng opsonin hóa, nó không có khả năng khu trú nó được, thì nó sẽ gây nhiễm trùng cái dịch đó và nó gây viêm cái màng bụng. À, thì về nguyên tắc điển hình của viêm phúc mạc sẽ là sốt, đau hết bụng và đề kháng thành bụng. Nhưng mà chuyện này mơ đi, không bao giờ có triệu chứng này, bởi vì viêm phúc mạc nguyên phát do vi trùng trên xơ gan gần như tỷ lệ có triệu chứng điển hình của viêm phúc mạc là sốt, đau bụng, rồi đề kháng, bụng cứng như gỗ, chiếm tỷ lệ 1/100.000 rồi em, 1/100.000 nha, chứ không phải 1/1000. 100.000 bệnh nhân đó thì mới có một người. Cả cuộc đời tôi làm là tôi ra trường tôi đi làm bệnh, tôi đi làm gọi là gần 30 năm rồi, gần 30 năm, 27 năm rồi. Mà coi như tôi chỉ gặp khoảng có những người mà xơ gan mà nhiễm trùng bán, mà sốt, đau bụng, đề kháng thành bụng, tưởng là lũng ruột hay là lũng dạ dày, tức là đau như là bụng ngoại khoa, tôi gặp mới có 5-7 ca. Có nghĩa là tỷ lệ nó phải 1, tức là tính hàng 50-60.000 trở lên, chứ không có thể nào mà nhiều được hết đó. Đấy, do đó điển hình quên đi. Biến chứng nhiễm trùng bán là một người sơ gan mà sốt không rõ nguyên nhân là coi chừng là nhiễm trùng dịch bán. Sơ gan tự nhiên bụng nó bự lẹ lên mà mặc dù đang điều trị, coi chừng nhiễm trùng dịch bán. Sơ gan mà tự nhiên nó hôn mê gan là coi chừng yếu tố thúc đẩy là nhiễm trùng dịch bán. Sơ gan mà tự nhiên cái chức năng thận giảm, nghi ngờ hội chứng gan thận là coi chừng nhiễm trùng dịch bán khởi phát. Nhớ chưa? Chứ không phải đợi cái điển hình của đau bụng, sốt rồi bụng cứng, không có, không bao giờ có. Mà tôi nghĩ từ cả đời tụi em làm kiếm được 5 bệnh nhân là giỏi lắm rồi đó. Tôi làm gần 30 năm rồi, tôi chỉ gặp là coi như là có 5 ca thôi. Đấy. Rồi. Và như vậy khi sơ gan mà bụng bự không đáp ứng điều trị thông thường là coi chừng nhiễm trùng bán. Sơ gan sốt không biết cái gì, coi chừng nhiễm trùng dịch bán. Sơ gan mà tự nhiên tiểu ít, chức năng thận giảm, coi chừng nhiễm trùng dịch bán. Sơ gan mà tự nhiên là chơi giờ Mỹ hay là chi giác lộn xộn là coi chừng nhiễm trùng dịch bán. Động tác là chọc nước bán ra, chọc dịch bán ra, chọc dịch bán ra. Thế thì thấy là hồi nãy mình học là dịch thấm hay dịch tiết gì đó, không quan trọng,
nó muốn gì tắt gì tiếng kệ nó, quan trọng tôi coi cái bạch cầu, tế bào bạch cầu bao nhiêu con, thì tôi thấy bạch cầu đa nhân trên 250 con. Và đa nhân mà trên 250 con là phần này phải là ưu thế. Thí dụ tôi ra bạch cầu 700 con. Đấy, bạch cầu 700 con. Nhưng mà bạch cầu đa nhân chiếm 40%, 4 lần 7 là cũng 208, thì cái này phải nhiễm trùng nhiệt ba. À, tức là bạch cầu đa nhân phải trên 250 con, mà phải trong dịch bán phải trên 250 con, và phải là thành phần ưu thế chiếm trên 50% thì mới chẩn đoán là nhiễm trùng dịch bán, không cần cấy vi trùng. Rồi, như vậy là cái phần chai gan hay sơ gan đến đây là hết. Đó, nhớ được ba cái biến chứng là bệnh não gan, hội chứng gan thận và nhiễm trùng bán là cái mục tiêu cuối cùng, phải không? Rồi, tụi em nghỉ khoảng 3 phút, 5 phút thôi. Tôi dạy tụi em cái bài viêm dạ dày ruột cấp.